Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung tá cảnh sát giao thông xấu số. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Dư Kim Liên và Trung tá Trần Xuân Chuyên kết hôn đã hơn 20 năm. Có hai người con trai và chung sống tại nhà số 371/11, đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Chồng con có vị trí trong xã hội, nhưng Liên không làm tròn vai trò người vợ, người mẹ, vun vén hạnh phúc cho gia đình mà suốt ngày đam mê theo những trò đỏ đen. Thắng ít, thua nhiều, Liên bị nợ tới 1,3 tỷ đồng. Chủ nợ hối thúc và đến tận nhà dọa xử nếu như không trả tiền đúng hẹn. Sau nhiều lần đắn đo, nghĩ suy, Liên bàn với chồng là sẽ bán căn nhà đang ở để trả nợ. Tuy nhiên đề nghị của Liên bị chồng từ chối. Trung tá Chuyên còn dọa sẽ ly dị nên Liên tìm cách sát hại chồng để tự định đoạt số phận căn nhà. Bà Liên đi mua kim tiêm, thuốc trừ sâu để sẵn trong nhà, chờ thời cơ. Tối hôm ông Chuyên đi nhậu về khuya, than đói bụng, Liên lấy 10 viên thuốc ngủ hòa vào sữa cho chồng uống. Đến sáng hôm sau, thấy chồng vẫn còn thờ như thường, Liên đến đội cảnh sát giao thông Phú Lâm xin phép cho chồng nghỉ làm rồi ghé tiệm thuốc tây mua tiếp 5 viên thuốc ngủ khác hòa vào nước, dùng muỗng đổ vào miệng chồng. Tuy nhiên ông Chuyên vẫn đang còn sống. Tối đó Liên lại tiếp tục mua 2 gói thuốc trừ sâu pha vào nước và một chai thuốc trừ sâu dạng lỏng, sau đó bỏ vào ly nhựa hòa với nước rồi tiêm thuốc vào hai bên mông của ông Chuyên. Đến sáng hôm sau, thấy ông Chuyên vẫn chưa mất, bà Liên lại tiếp tục ra một cửa hàng bán thuốc trừ sâu khác để mua một chai thuốc trừ sâu mang về, bơm thuốc vào mông chồng. Khoảng một tiếng sau, thấy ông Chuyên đã mất, bà Liên gọi điện báo tin cho hai con trai đang đi nghĩa vụ công an rằng cha đã qua đời do đột quỵ. Nhằm che giấu hành vi của mình, Liên giả vờ đau khổ và yêu cầu người nhà làm mai táng gấp. Khi cơ quan công an được tin báo đến lập biên bản, do nghi ngờ chuyện ông Chuyên qua đời bất thường, cơ quan công an đã tiến hành giám định thi hài. Khi cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm thi hài, bà Liên dọa sẽ quyên sinh nếu cơ quan chức năng thực hiện việc này do lo sợ việc sát hại chồng sẽ bại lộ. Tuy nhiên, các công việc vẫn được tiến hành bình thường và phát hiện ông Chuyên đã bị đầu độc. Biết không thể chối tội, Dư Kim Liên đã thú nhận chuyện cướp mạng của chồng, sát hại chồng để thương lượng trả nợ. Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bà Liên đầu độc chồng là trung tá cảnh sát giao thông. Phiên tòa xử lưu động tại nhà thiếu nhi quận 6 do thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa. Ngay từ tờ mờ sáng, gần 1.000 người đã đứng chật sân trước nhà thiếu nhi quận 6 theo dõi phiên xét xử. Khoảng 8 giờ sáng, bị cáo Dư Kim Liên được dẫn vào phiên tòa. Hàng trăm người nhốn nháo đứng dậy xem mặt bị cáo. Trong suốt phiên tòa, những người tham dự tỏ thái độ phẫn nộ trước những câu trả lời của bị cáo. Với giọng nói rất nhỏ, pha chút nghẹn ngào, mệt mỏi, Liên thừa nhận toàn bộ nội dung bản cáo trạng. Đề cập tới những mâu thuẫn trong gia đình, Liên cho rằng do phải sống phụ thuộc vào chồng nên nhiều lần bị ông Chuyên chửi bới, thậm chí động chân tay nhưng không cho các con biết. Lý giải về động cơ sát hại chồng, Liên bảo do quá áp lực vì chủ nợ đòi gắt gao, trong khi lại bị ông Chuyên chửi bới, dằn vặt nên đã nảy sinh ý định từ 10 ngày trước. Liên khai, 10 ngày trước khi gây án, bị cáo đã có ý định phạm tội, nhưng đến giờ bị cáo không nói rõ được. Bị cáo đã năn nỉ rất nhiều, nhưng chủ nợ không cho khất. Bị cáo nghĩ nếu chồng qua đời, sẽ có lý do để năn nỉ người ta, cho nợ thêm một thời gian. Vậy nếu người ta không đồng ý cho khất nợ thì sao? Chẳng lẽ bị cáo định lấy mạng chồng để trừ nợ? Dạ không, Liên cúi mặt trả lời. Về khoản nợ 1,3 tỷ đồng, Liên cho rằng bản thân không đi làm
chỉ ở nhà nội trợ nên phải vay tiền để giúp đỡ cha mẹ nghèo lại bệnh tật, rồi phải trả tiền nợ. Sau khi vợ chồng dồn tiền xây nhà, ngay lập tức lời khai của Liên bị tòa bác bỏ. Tòa phân tích, bị cáo khai vay tiền để chữa bệnh cho cha mẹ, nhưng cha bị cáo mất năm 2004, mẹ bị cáo mất năm 1996. Làm sao có thể nói vay nợ để lo cho cha mẹ? Là người vợ, bị cáo không lo thu vén cho gia đình mà lại ăn chơi, tiêu xài quá mức dẫn đến nợ nần. Anh Chuyên là chồng la mắng bị cáo cũng là chuyện thường tình. Sao bị cáo có thể vạch ra kế hoạch lấy mạng chồng tàn độc như vậy? Lúc này Liên cúi đầu im lặng, ngồi ở hàng ghế đại diện cho phía bị hại. Cụ Trần Thị Út, 76 tuổi, là mẹ của ông Chuyên, ngồi lặng lẽ giữa hai đứa cháu nội bất hạnh, nghe con dâu khai nhận hành vi đầu độc con trai mình. Thỉnh thoảng cụ lại cầm khăn tay, lau nước mắt. Cụ Út không yêu cầu bồi thường thiệt hại, mà chỉ yêu cầu pháp luật xử đúng người, đúng tội. Khoảng 10 giờ 30 phút hôm đó, con trai cả ở Hà Nội gọi điện nói là Chuyên qua đời rồi. Tôi như người mất hồn, bủn rủn tay chân. Nhưng cũng chẳng thể nào tin được ngay, vì con tôi đang khỏe mạnh mà. Mùng 8 tháng 3, nó còn gọi điện chúc mừng tôi và hẹn là đến ngày giỗ bố tháng sau sẽ về quê. Nên không thể có chuyện nó qua đời đột ngột được, mà chắc chắn phải có tình tiết khác thường. Khi mẹ con tôi tức tốc bay vào Sài Gòn, thì lúc đó Chuyên đã được đưa đi khám nghiệm. Nhưng nói thật, lúc đó tôi đã nghi con dâu dính dáng đến sự thiệt mạng của con mình, vì tôi biết nhiều lần cô này có nhiều lỗi lầm lắm. Con tôi đang chức, đang quyền, bỗng dưng thê thảm như vậy, nên tôi mong tòa cứ xử đúng người, đúng tội. Cụ Út thẳng thắn bày tỏ, nghe mẹ chồng nói, Liên gần như oà khóc và la lớn, xin mẹ hãy rộng lòng tha thứ, mẹ cứu con đi mẹ ơi. Nhưng không như mong đợi của Liên, người mẹ chồng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Liên thể hiện thái độ xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác, xem thường pháp luật. Chỉ vì muốn tự mình định đoạt khối tài sản chung của vợ chồng để trả nợ mà bị cáo Liên đã lập kế hoạch chi tiết để đầu độc chồng là ông Trần Xuân Chuyên đến thiệt mạng. Bị cáo Liên cũng phạm tội với quyết tâm rất cao, thực hiện tội phạm đến cùng trong suốt 3 ngày nhất định phải khiến ông Chuyên mất cho bằng được và tuyên án tử hình. Luật sư bảo chữa cho bị cáo nhất trí không tranh luận, chỉ đề nghị giảm án cho bị cáo vì lấy mạng người do ức chế lại mâu thuẫn với chồng. Bị chủ nợ siết nợ, dọa lấy mạng, không biết chia sẻ cùng ai. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tù chung thân. Dù đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là khai báo thành khẩn, còn ông Chuyên cũng xin giảm án cho mẹ, nhưng xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tòa giữ nguyên mức án nghiêm khắc nhất. Án đã tuyên, Liên không tỏ thái độ gì, còn cụ Út lại khóc nức nghẹn từng hồi. Có lẽ nó giống như một điều gì đó khiến cho cụ giải tỏa được phần nào đó nỗi đau mất con quá lớn của mình. Tham dự phiên tòa có rất nhiều đàn ông và không ít người thốt lên, đàn bà gì mà ác quá vậy? Quả thật, kiểu đàn bà như Dư Kim Liên dễ có mấy tay. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.